một buổi chiều mưa. Hey, gặp em không chào em. Yeah, hey 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 hey, trời mưa nắng gắt, học trời mưa rồi lại nắng gắt. Hey, một buổi chiều mưa. Hey, yo yo, em chia tay anh trong buổi chiều mưa. Em chia tay anh trong buổi chiều mưa vắng, những cơn mưa bóng mây đang mưa rồi lại nắng. Đại ơi, yo anh ơi, tôi đang cố gắng nhồi những cái chữ này vào đầu mà mấy cái chữ bạn vừa mới nói ra ấy nó lại không cần với tôi. Uh-huh. Nên là bạn có thể trật tự để uh-huh. tôi nhồi những chữ này vào đầu được không? Ok bro. Ok. Yeah. Em chia tay anh trong một chiều mưa vắng, những cơn mưa bóng mây đang mưa rồi lại nắng. Em chia tay anh có tươi tắn. Yo yo hey hey. Yêu em cứ như tình đầu mà sao em lại chạy trốn? Em có thương gì mình đâu còn gọi anh là thằng khốn. Đúng. Yeah yeah hey. Ông là thằng khốn. Đối thế ông không hiểu à? Tôi đang phải ôn thi để trả lời học phần. Tôi sắp phải thi rồi, ông có biết không? Cho tôi xin đúng một khoảng thời gian, một khoảng không gian yên tĩnh có được không hả? Đã. Đây là không gian chung mà. Tôi làm gì là quyền của tôi chứ kìa. Ok. Của ông. Ông cứ làm đi. Tình yêu như bát bún riêu mà anh không ăn mắm tôm. Dù cho em không muốn yêu, anh vẫn cứ cố gắng hôn. Hey, yo, yêu không? Không yêu. Thế à? Bye, yo. Em đến như Tào Tháo đuổi, rất nhanh không thể cản nổi. Yêu em như thể bị táo, chất không thể trao đổi. Yeah. Được cái trái tim này của tôi vẫn còn phải thổn thức cái lời rap này thì ai người ta chịu nổi. Hay đúng không ạ? Cảm ơn mọi người. Cô cũng đang thao thức vì cháu đây. Này, anh có biết cái tội gây ô nhiễm tiếng ồn là cái tội cực kỳ nặng không? Hả? 1:30 rồi đấy anh ạ. 1:30. Cái gì đấy? Ông có tật à mồm à? Hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Tôi chui ở nhà vệ sinh mà ông không thao thôi. Mọi người thông cảm nhá. Vì cháu bận quá mấy ngày hôm nay. Tôi bận quá, anh bận quá. Cho nên là vẫn quên mất chưa thông báo với mọi người một tin cực kỳ giật gân luôn. Cháu vừa mới đăng ký tham gia một cuộc thi rap online. Cho nên là mọi người phải cố gắng hỗ trợ cháu giành được cái giải quán quân. Phần thưởng cao cực. Đấy là việc của cháu. Còn việc của cô là đi ngủ. Tôi cũng xin thông báo cho ông một tin giật gân. Tôi đang chuẩn bị ôn thi để trả nợ môn. Trong khi tất cả mọi người thì được nghỉ hè. Đứng trên cương vị là một người thuê trọ, tôi cầu xin ông cho tôi một khoảng không gian thật yên tĩnh. Và đặc biệt là không có cái giọng rap của ông. Anh Đạt ơi, em thì em rất là ủng hộ những người trẻ theo đuổi đam mê của mình. Nhưng mà em nghĩ là anh nên hát bé lại một tí, mà lì nhí thì càng tốt ạ. Mọi người em buồn ngủ lắm ấy. Đặc biệt ý là còn phải đúng giờ đúng giấc nữa anh Giai ạ. Giữa đêm anh cứ hát giống lên như kiểu là bị điện giật ý. Sợ hơi. Mọi người. Rồi. Tôi căm thù rap. Đả đảo rap. Ông hiểu sao ấy? Mọi người quá đáng ấy nhở? Ở đây đấy, bao nhiêu ý tưởng của tôi bây giờ tôi quên hết rồi. Đùa. Đấy, đả đảo rap à? Lăn ra đây mà ngủ. Người ta bảo là sáng tạo là nó bắt nguồn từ cảm xúc đúng không? Nhưng mà cái chủ đề lượt này lại là về tình yêu. Tình yêu của mình thì... Anh yêu em trong những nỗi đau. Anh yêu em trong những lỗi lầm của em. Tình yêu anh vụt lên từ đống tro tàn. Anh muốn ngạt thở vì làn tóc em. Trời ơi, máu lên não hộ cái được không? Đạt ơi, sáng tác ra kiệt tác đi nào. Mm-hmm.
Mẹ xuống. Tuấn ơi sao đấy? Sao đấy? Mi Su ơi. Mi Su ơi, Mi Su lại. Mi Su lại. Ngủ mơ à? Xin lỗi Su ơi. Có biết là khi em đi anh cô đơn thế nào không? Mi Su! Tuấn ơi! Tuấn ơi! Tôi đặt! Tôi vắng năm nhớ gửi đến bầu trời phương xa. Liệu rằng một mai ông có nhớ hay là vẫn còn thương ta? Ông vừa nói cái gì ấy? Ta nằm lấy chút vương vấn gửi đến bầu trời phương xa, tự hỏi liệu em còn nhớ hay là vẫn còn thương ta. Nghĩ rằng liệu có một mai nếu áng mây trôi đi mất, thì giữa bộn bề hạnh phúc ta chỉ còn những giọt sương qua. Anh vẫn còn thương em, anh vẫn còn yêu anh. Nhưng sao em vẫn cứ đi để anh đứng đây và xem. Anh xem em như giấc mơ, còn anh thì bỏ anh. Những điều mà anh tiếc nuối vì trước đây không làm sớm. Dòng ruổi theo những hoài bão dần khiến ta chán nản hơn, trong khi chẳng mấy trân trọng những điều trước mắt vốn giản đơn. Mi Su, anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà Mi Su. Đừng xa anh nhé. Anh nhớ em. Sao hôm nay ông Tuấn lại rap được như thế này nhỉ? Thần rap nhập ông à? Hả? Mà ca từ bài này nghe hay vãi ạ. Đúng cái mà mình đang cần nữa. Hay là Tuấn này, ông cho tôi mượn bài này nhá. Tại mai là đến hạn tôi phải nộp bài rồi. Tôi mượn ông trước nhá. Mi Su. Như này là ông đồng ý rồi đúng không? Ông đồng ý rồi đấy nhá. Tôi cảm ơn Tuấn nhá.